Kính thưa quý vị, nhà thiết kế khăn trùm mặt tại Trung Quốc cho ra mẫu thiết kế mới, tin từ Windows Trung Quốc. Mặc dù người khác rất dễ nhầm lẫn họ với những kẻ cướp ngân hàng, nhưng những người phụ nữ tại Trung Quốc đã bắt đầu một xu hướng mới lạ tại quốc gia này, đó là việc đeo khăn trùm mặt đi tắm biển, hay còn gọi là face skinny. Người cụ kế toán Zhang Shifan đến từ thành phố Guangdao của tỉnh Sang Đông người chủ cửa tiệm bán quần áo tắm cho biết cô không bao giờ tưởng tượng được phát minh của mình lại trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay. Cô Giang nhận đơn đặt hàng đầu tiên cho chiếc khăn trùm mặt Face Skinny này vào năm 2004 khi một người khách hàng muốn có một bộ đồ tắm toàn thân với khăn che mặt để bảo vệ cơ thể khỏi tia nắng mặt trời và những vết cắn của loài sứa biển. Làn da trắng rất được coi trọng tại Trung Quốc vì họ cho rằng đây là sự nhẹ nhàng và nữ tính. Còn làn da sẫm màu thì thường xuyên được gọi là bị cháy nắng do làm công việc đồng án hoặc là lao động tay chân. Trong khi chiếc khăn trùm mặt Face Skinny này có một lượng người hâm mộ trung thành trên khắp cả Trung Quốc. Cô Giang nói rằng, phát minh của mình có một ảnh hưởng phụ không mong muốn, đó là làm cho con nít sợ hãi. Cô cho biết rằng mẫu thiết kế thứ năm và là mẫu mới nhất được trang trí bằng các hình nền từ nhạc opera tại Bắc Kinh sẽ giải quyết được vấn đề này. Cô chia sẻ rằng cô muốn làm tất cả mọi thứ có thể để người khác không bị sợ hãi khi nhìn thấy sản phẩm này. Cô tránh không dùng màu đen, màu trắng hoặc các màu lạnh nhạt. Thế nên cô đã quyết định trang trí chúng bằng các loại hoa văn từ loại nhạc Peking Opera mà mọi người đều ưa thích để giúp cho trẻ em và những người khác không cảm thấy sợ sệt khi nhìn thấy những chiếc khăn trùm đầu này. Bình thường, nhà nữ thiết kế 59 tuổi này tốn 20 phút để vẽ, cắt và may các mảnh vật liệu lại với nhau cho một sản phẩm hoàn tất. Trong khi những chiếc khăn trùm mặt này không quá đắt đỏ, chỉ tốn từ 5-6 Mỹ Kim một đôi. Các loại hàng giả, hàng nhái vẫn tiếp tục xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, đối với bà Quang Bao Dù một trong những khách hàng trung thành với bà Giang trong 10 năm qua, không có một loại khăn trùm mặt nào vượt qua được loại hàng chính hãng. Bà Quang cho biết mình rất sợ bị những con sữa biển cắn. Và chiếc khăn che mặt này giúp bà tránh bị da ăn nắng và bà phải đi xe bus hơn một tiếng đồng hồ để đến đúng cửa tiệm này để mua hàng. Vì bà rất sợ mua phải hàng giả tại các cửa tiệm khác ven đường. Bởi vì ngày càng có nhiều hàng giả, bà Giang quyết tâm luôn luôn đổi mới sản phẩm của mình. Vào thứ Hai ngày 13 tháng 7, bà Giang đã cho ra mắt mẫu thiết kế mới nhất của mình. Bà cho biết đã bán được 30.000 chiếc khăn trường mặt trong năm qua và việc kinh doanh của bà đang mở rộng dần dần kể từ khi bắt đầu vào 10 năm trước.